sau này sẽ lấy cho anh cái tiền. Chào quý vị khán giả, chúng ta đến với nhà được trực tiếp tại sân bóng đá Vì Nhân của quận 12 thành phố Hồ Chí Minh theo dõi trận cầu giao hữu giữa cầu thủ Dobro Junatic và Brother Junatic và cầu thủ Phú Cảng FC. Trong trận cầu này thì Brother Junatic sẽ thi đấu với trang phục là sắc quần đen và áo vàng. Vàng đầu sẽ là trang phục thi đấu chính thức của cầu thủ Brother Junatic, và trong khi đó thì Phú Cảng sẽ là trang phục sắc xanh và có vai hồng. Hiệp 1 này thì Phú Cảng sẽ thi đấu với trang phục với phần sân ở bên phía bên trái trước mặt đội nhóm quý vị các bạn. Họ phải di chuyển một quãng đường xa để có mặt trong buổi đầu tiên chiều ngày hôm nay. Và bây giờ thì mọi thứ đã sẵn sàng và chúng ta hãy cùng chờ trận đấu giao hữu trong buổi chiều ngày hôm nay mở ra. Một buổi chiều và một buổi tối chúng tôi sẽ có nhiều những diễn biến tại sân Vì Nhân để gửi đến các khán giả của mình. Tiếng còi cất lên và hiệp 1 của trận đấu giữa hai đội bóng cũng đã được bắt đầu. Ngay trở lại của Brother Junatic khi mà khá tốt, Thế Sơn chuyền tốt, thủ thành của Brother một lần nữa lại phải băng ra khỏi vòng cấm của mình. Changia là người đang bắt chính cho Brother Junatic. Quang Bình có cơ hội để đối mặt, nguy hiểm. Như vậy là tỷ số đã mở 1-0 dành cho cầu thủ Phố Cảng. Ba tình huống thoát xuống ở đường cánh trái và lần thứ ba Quang Bình đã có cơ hội và xử lý góc xa hoàn hảo. Cuối cùng thì hàng phòng ngự của cầu thủ Brother cũng đã bị đánh bại ở trong tình huống này. Họ đã quét quá sâu ở bên cánh trái, họ quét nhiều lần. Bốn không rồi, chúng ta mất khoảng hơn 10 phút để có cuộc để có bàn thắng cho cú pha này. Anh em cổ động viên của Phố Cảng đâu rồi, các bạn hãy comment lên đấy nhìn thấy nào. Đặt lòng bóng đi quá mạnh, quá đáng tiếc dành cho số 7 Hoàng. Một khoảng khắc xuất hiện cho cầu thủ chủ nhà. Có thể là kích cỡ khác nên là với Việt Nam không vừa. Chúng ta hãy cứ nghĩ một cách đơn giản như vậy đã nguy hiểm. Sút từ xa dành cho số 10 Quang Bình. Mọi vị trí cầu thủ này đều có thể tung ra cú dứt điểm. Lần trước anh ghi bàn ở cánh trái và bây giờ đã dạt sang cánh phải. Và ngay tức khắc cũng đã có một tình huống đáng chú ý. Anh là người đang để lại nhiều dấu ấn nhất trên sân lúc này trong tổng số các cầu thủ của cả hai đội. Pha bóng rất nhanh. Frank. Trong bối cảnh như thế này thì Frank sẽ là một trong những cầu đấu, những vị trí sẽ mang nhiều điểm hy vọng. Tiếc là trọng tài đã bắt lỗi. Pha thoát xuống nữa dành cho số 19 Dương Hà Lan. Nhưng có vẻ như vẫn có lỗi việt vị của cầu thủ này. Đúng là nếu như Hà Lan không tác đầu bóng mà để nhường lại. Pha ném bóng rất mạnh, đó là cơ hội dành cho Brother Junatic và tỷ số được cân bằng là 1-1. Người ghi bàn với tình huống chớp thời cơ rất nhanh là Hải Đông. Một trong những cơ hội mà khi mà hàng phòng ngự của Phố Cảng đã phán đoán sai điểm rơi của bóng.
và vừa ngả người vừa dứt điểm như cơ hội như vừa rồi của Hải Đăng là một trong những pha dứt điểm rất khó cho các thủ môn. Thậm chí ở một cự ly khá gần như vậy thì nó là bó tay cho thủ thành. Thời gian dự đoán lúc này cũng đã hết thời gian dự đoán và chúng ta sẽ thưởng thức phần còn lại của trận cầu và hãy cùng chờ xem. Hải Đăng qua người và hoàn thành chống cùng thành chống ở phía trước và tỷ số là 2-1. Cú đúp dành cho số 9 của Borussia Dortmund. Một nỗ lực rất đáng khen người. Một pha bóng mà thủ thành của phố Càng Thanh Điều buộc phải băng ra. Các đồ đội hàng phòng ngự đã dâng lên quá cao. Nhưng tai hại là Thanh Điều lại không thể cản phá chính xác. Hải Đăng đã có một pha qua người quá mềm mại để tự tạo ra một khoảng trống trước mắt, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng chủ nhà. Kiên Trung thì đang trao thưởng cho số 24 của Phố Càng. Kiên Trung ghi bàn về sẽ có thưởng. Bật nhà hay dâng cao của Hoàng. Phía trong là Quân Cannavaro. Quân Cannavaro 3-1 cho Borussia Dortmund. Và đây là một bàn thắng rất đáng nhớ của Quân Cannavaro trong buổi trưa ngày hôm nay trên sân vận động Bình Nhân. Rất tuyệt vời. Chạy ăn mừng nhẹ nhàng thôi anh ơi. Quá tuyệt vời, 3-1 cho các thủ chủ nhà. Đồng đội Hoàng đã có một pha kiến tạo rất hợp lý cho Quân Cannavaro, một người rất quan trọng của đội bóng này. Người thường đứng ngoài để lo khâu hậu cần, lo cho cách chơi của Borussia Dortmund. Nếu như không muốn nói là anh bầu. Pha ăn mừng theo kiểu chim én lượn. Nhưng én này thì hơi quá cỡ một chút. Nhưng không sao, bàn thắng rất tuyệt vời của Quân Cannavaro. Có vẻ như sau khi ghi bàn thì anh đã rời sân. Bây giờ thì Hoàng sẽ được đẩy lên đá cao nhất trên hàng tấn công cho các thủ chủ nhà. Vào sân khoảng gần gói cho các bạn đấy chứ. Các comment của các bạn thì ekip của La Bóng Đá sẽ phải rà soát lại từng trận đấu, từng comment. Và đôi khi các bạn cứ nghĩ là đã trúng rồi nhưng nhiều khi lại có những khán giả comment trước thì cũng không biết được. Và khi có xác nhận thì nó mới là độ chính xác. Và bây giờ thì trọng tài cũng đã thổi còi. Ông Thanh Hùng đã thổi còi để khép lại trận đấu sau hữu của Borussia Dortmund và cao thủ phố Càng trên sân vận động Bình Nhân. Trong buổi chiều ngày hôm nay, một trận cầu tuyệt vời của cao thủ Borussia và phố Càng vừa mang lại. Người ghi bàn thắng ấn định là Quân Cannavaro. Với Quân Cannavaro thì anh Nhiên khẳng định luôn không ai nhận quà với câu hỏi này đâu. Nhưng chiến thắng dành cho cao thủ chủ nhà thì nó sẽ là một điều tuyệt vời dành cho họ trong ngày trở lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và đến đây anh Nhiên phải nói lời chào tạm biệt.